tương lai giữ được gì cho tiền? Chúng ta sẽ có trợ lý cá nhân hay là một phần của cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu? Có lẽ cả hai. Đọc về sự phát triển của tiền tệ và các dịch vụ tài chính trong một bài đăng trên blog từ năm 2030. Cảnh báo tôi vừa nghe hóa ra đến từ phim Robot AI tài chính cá nhân của tôi trên đám mây. Tôi nhận ra nó biết tôi đang ở đâu thông qua mạng di động. Nó cũng biết tôi sắp nghỉ ở Ericsson và tận dụng cơ hội này để thu hút sự chú ý của tôi. Có chút khó chịu, nhưng nhìn chung hành động của phim phản ánh những gì tôi muốn xảy ra khi liên quan đến tổ chức tài chính của mình. Nhìn chung, tôi hài lòng với robot AI này và cách các giao dịch tài chính có thể được thực hiện ngày nay. Tôi vẫn nhớ mọi thứ diễn ra như thế nào cách đây gần 10 năm khi hầu hết các giao dịch có thể mất vài ngày trước khi được hoàn tất. May mắn thay, ngành công nghiệp fintech đã nắm bắt các cơ hội mà mạng di động mang lại, đặc biệt là độ tin cậy và khả năng kết nối phổ biến. Điều này giúp bạn có thể từ bỏ các giải pháp không kỹ thuật số và biệt lập cũ hơn và thay thế chúng bằng các giải pháp hoàn toàn kỹ thuật số, được kết nối đầy đủ. Với tất cả các dịch vụ mới cho tiền di động và các giải pháp fintech khác có sẵn, công bằng mà nói ngày nay, cơ sở hạ tầng di động là cơ sở hạ tầng tiền tệ kỹ thuật số. Tôi nhớ lại bước ngoặt chính của dịch vụ tài chính là khi chúng tôi chuyển sang các giải pháp ETH. Dịch vụ giao dịch tức thì, hay ETH như mọi người vẫn gọi, ra mắt vào giữa những năm 2020. Họ đã giúp xây dựng sự hiện diện của mạng di động trên khắp thế giới bằng các phương pháp xác thực người dùng mạnh mẽ của họ. Với các kiểm soát quy định và bảo mật tích hợp của mạng di động, các giải pháp fintech mới này có thể xử lý chuyển tiền và mua hàng ngay lập tức. Mạng an toàn và đáng tin cậy xương sống của fintech trong tương lai, tất cả những sự phát triển này diễn ra dần dần. Nhưng một trong những lý do khiến các doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng các giải pháp fintech là chất lượng được cảm nhận và sự tin tưởng của các mạng hỗ trợ họ. Ví dụ, tiêu chuẩn hóa không chỉ đặt nền tảng cho các giải pháp có thể tương tác và đa nhà cung cấp mà còn đảm bảo các mạng an toàn. Khi phát triển các dịch vụ mới, thách thức lớn nhất của fintech bắt nguồn từ sự khác biệt giữa các quốc gia và khu vực trên các cơ sở hạ tầng tài chính và ngân hàng. Những điều này bao gồm sự khác biệt về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các tổ chức liên quan và các yêu cầu pháp lý. Một mặt, điều này khiến việc cung cấp các giải pháp fintech toàn cầu đơn giản trở nên khó khăn. Mặt khác, các tác nhân như công ty thẻ tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất thiết bị toàn cầu có cơ hội kết nối những silo này và tạo ra hoạt động kinh doanh mới với tư cách là người hỗ trợ đối phó với sự phức tạp này ở hậu trường. Việc sử dụng mạng di động giúp những người tạo ra nền tảng mạng nắm bắt các cơ hội mới dễ dàng hơn. Với sức mạnh xử lý cao hơn và việc sử dụng công nghệ AI tiên tiến về mặt kỹ thuật, có thể kết nối trực tiếp các kho tài chính với nền tảng mạng và loại bỏ một số người hỗ trợ nhất định. Nó cũng cho phép tạo ra các giải pháp mới ít nhiều đã vượt qua các cơ sở hạ tầng hiện có cách đây một thập kỷ. Việc tạo ra hợp đồng thông minh xử lý giao dịch tự động bằng cách sử dụng công nghệ blockchain là một ví dụ điển hình. Tiềm năng của fintech và nền tảng mạng. Ngành công nghiệp fintech được hưởng lợi từ tiềm năng và hiệu quả của một lớp trong nền tảng mạng đặc biệt được thiết kế riêng cho các dịch vụ fintech. Fintech cũng có các công cụ tốt hơn như tính toán bí mật, mã hóa đồng cấu hình, cho phép xử lý dữ liệu được bảo vệ và thậm chí được mã hóa. Đổi lại, họ cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho việc xử lý đám mây dữ liệu nhạy cảm hoặc sổ cái kỹ thuật số để thiết lập lòng tin của nhiều người dùng. Nhưng như Bitcoin đã chứng minh hơn một thập kỷ trước, nếu chúng ta có thể giải phóng bản thân khỏi cơ sở hạ tầng hiện có, các phương pháp tiếp cận đơn giản về mặt kỹ thuật có thể tạo ra các giải pháp mang tính cách mạng mà mọi người sẵn sàng sử dụng ngay cả khi chúng mới. Việc phát huy toàn bộ sức mạnh của mạng di động và nền tảng mạng đằng sau các giải pháp fintech sẽ là một động lực đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là khi trọng tâm chuyển sang hướng chuyển tiền từ việc chỉ giữ tiền
Một công nghệ khác có thể thúc đẩy sự đổi mới và toàn bộ các giải pháp mới là điện toán lượng tử. Một thách thức ở đây là việc thực hiện các ký ức lượng tử lưu trữ các trạng thái lượng tử trong một máy tính lượng tử. Với những tiến bộ đạt được trong ký ức lượng tử, tầm nhìn về tiền lượng tử đang tiến gần hơn đến hiện thực vào năm 2030 và sẽ mang lại cho chúng ta loại tiền thực sự không thể nhân bản. Để chuyển tiền, một người di cư có thể dễ dàng mua các thiết bị di động bằng tài khoản của một người thân ở quê nhà như một hình thức hỗ trợ tài chính. Các CSP đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho nhiều người không có ngân hàng hoặc có ngân hàng dưới quyền. Vì họ đã có mối quan hệ với họ thông qua các dịch vụ viễn thông, chủ yếu là các dịch vụ thoại và SMS. Cụ thể ở châu Phi và châu Á, tốc độ tăng trưởng thuê bao tiền di động cực kỳ tốt. Theo báo cáo năm 2021 của GSMA, đã có hơn 1,2 tỷ tài khoản tiền di động đã đăng ký vào năm 2021. Hàng tháng có 300 triệu tài khoản hoạt động hàng tháng. Hơn 2 tỷ đô la Mỹ đã được xử lý thông qua các nhà cung cấp tiền di động hàng ngày. Tương tự, tôi nhớ lại rằng 10 năm trước vào năm 2020, nền tảng kiếm tiền di động của Ericsson đã báo cáo rằng họ có hơn 250 triệu tài khoản đã đăng ký, hơn 53 triệu tài khoản hoạt động hàng tháng và xử lý khoảng 850 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Trong cùng thời gian đó, nền tảng ví Ericsson là một hệ sinh thái rộng lớn và năng động bao gồm khoảng 500.000 đại lý, hơn 100.000 người bán, nhiều công ty tổng hợp hóa đơn và người giao dịch cá nhân. Thanh toán của chính phủ, nhà cung cấp khoản vay và tiết kiệm, nhà cung cấp bảo hiểm và hơn 12.000 nhà phát triển đã sử dụng các API được cung cấp bởi nền tảng. Trong một báo cáo năm 2021 từ báo cáo Ericsson Consumer Lab dựa trên một nghiên cứu sâu rộng về người tiêu dùng trên 6 quốc gia châu Phi cận Sahara, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc sử dụng tiền điện thoại di động ở các quốc gia được khảo sát tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2016. Giống như ở hầu hết các quốc gia, đại dịch COVID-19 vào đầu những năm 2020 đã thúc đẩy quá trình số hóa và thu hút tiền di động ở châu Phi cận Sahara. Một nửa số người tiêu dùng trên toàn khu vực cho biết họ đã tăng cường sử dụng tiền di động. Có tới 75% nhận thức được lợi ích của tiền điện thoại di động như một cách để tránh lây nhiễm trong đại dịch thay vì sử dụng tiền mặt. Mạng di động trở thành cơ sở hạ tầng tiền tệ kỹ thuật số trên thực tế trong 10 năm qua kể từ năm 2020. Các nhà cung cấp dịch vụ thành công trong lĩnh vực này đã có thể xây dựng một tổ chức với các quy trình và công nghệ cần thiết để cung cấp các dịch vụ tài chính cho cơ sở thuê bao của họ. Họ đã đảm bảo và duy trì vị trí của mình, bởi vì họ hiểu cách đối phó với những thách thức do các cơ quan quản lý thúc đẩy như tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, CBDC, và định vị các công nghệ mới như blockchain và các loại tiền điện tử khác, các loại đối thủ cạnh tranh mới và nhu cầu về các mô hình kinh doanh mới. Họ hiểu được tương lai của tiền tệ và các dịch vụ tài chính phát triển như thế nào và họ sẽ có thể đảm nhận vai trò nào. Sau X, việc sử dụng AI trong xã hội, bao gồm cả mạng di động, đã tạo tiền đề cho các dịch vụ thông minh như robot phim của tôi, người giúp tôi và gia đình giải quyết các vấn đề trần thế như thanh toán các hóa đơn và khoản vay hàng tháng. Phim cũng giúp tôi gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ tôi ở Singapore một cách an toàn và theo thời gian thực. Như tôi đã nói, tôi cảm thấy hạnh phúc với Finn và tôi hiện đang tự hỏi tại sao nó lại cần sự quan tâm của tôi. Có thể đã có một số thay đổi đối với một số quy tắc mà các giao dịch tài chính của tôi sẽ tuân theo. Tôi có lẽ nên tiếp tục và giải quyết tình hình. Bài đăng này được viết với sự hợp tác của một số đồng nghiệp Ericsson, bao gồm Fairoos, Bhatti, Kumar Balachandran, Ali Khairala, Peter Ryderut, Herodo Seukavankante, Gaspar Vosa và Zemer Volosera.
Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.